Xin chào quý vị các bạn. À, ca sĩ Hồng Trúc là một trong những uh, uh, giọng ca nữ được uh, rất nhiều anh em uh, và những người chơi uh, audio ưa chuộng chất giọng uh, uh, cao, thanh thoát và uh, rất là có cái chất đặc biệt riêng của cái nữ ca sĩ này. Uh, ca sĩ Hồng Trúc thì uh, có rất nhiều cái album. Hôm nay em giới thiệu với anh em 6 album À, điển hình của ca sĩ Hồng Trung à, với chất giọng thanh thoát cũng như là à, Giạch giọng cao rất là hay được à, thu âm bởi à, à, trung tâm à, xuất bản Làng Văn à, ca giao em xin lỗi ca giao à, đầu tiên là đĩa CD chàng à, à, với à, 12 bài hát. thiệp hồng anh biết tên em này rừng lá thấp này chàng là ai này căn nhà ngoại ô gió lạnh đêm hè mùa sầu riêng kể chuyện trong đêm quen nhau trên đường quê biển tuyết tàu đêm năm cũ trước giờ tạm biệt sương lạnh chiều đông toàn những bài uh, bất hủ với uh, giọng hát của ca sĩ hồng trúc chắc chắn là anh em sẽ hài lòng Đặc biệt là uh, những CD của ca sĩ Hồng Trúc thì uh, được phối âm, hòa âm, phối khí rất là hay. Thứ hai là CD uh, hát cho tuổi học trò. Tiếng hát Hồng Trúc uh, gồm uh, 12 bài hát. Uh, hát về uh, tuổi học trò. Toàn những bài uh, cũng rất là hay. Uh, điển hình như là bài Cầu Tre Kỷ Niệm, Hạ Buồn, này, Hai Cánh, Phượng Hồng này. Trang nhật ký này. Hạ thương này. Người tình này. Nói chung là cái đĩa CD này cũng tổng hợp rất nhiều các cái bài hay. Đó. Anh em nhìn kỹ lít giúp em nha. Đĩa CD uh, tái bản. Sài Gòn. Giá là 100.000 đồng một CD. Uh, tiếp theo là đĩa CD cho người vào cuộc chiến. Cuộc chiến. Hồng Trúc. Tuyệt phẩm 2 này. Ờ... Uh, Bài này thì cũng rất nhiều các cái bài hay gồm 10 bài hát. Đây anh em chịu khó xem trên list giúp em nha. Cho người vào cuộc chiến này, hạ buồn này, cuốn theo chiều gió này, quán vắng biên thùy này. Trời ghen má đỏ biết đâu tìm rừng ái ân một người đi bên gối mộng thế rồi một mùa hè đó. À, Hồng Trúc tuyệt phẩm 2 Ok à, Tiếp theo là à, CD Hồng Trúc 9 này Hồng Trúc 9 rất hay Tâm sự đầy tôi này Gồm 10 bài hát à, Thâu âm bài Cazao Studio Tâm sự đầy tôi Ngang trái Đêm tâm sự Một mình thôi Tội tình đổi thay Sao anh nỡ đành quên Quen nhau trên đường về Tâm sự ngày cưới Nhớ một người à. Rồi em sẽ lật Cái mặt này lên nhá Để anh em xem lít này Tiếp theo là CD Hồng Trúc 14 Kể chuyện trong đêm Gồm 10 bài hát cánh buồm chuyển bến tàu đêm năm cũ nén hương yêu vì lỡ thương nhau vườn thu người yêu cô đơn kể chuyện trong đêm nếu ta đừng quen nhau lưu bút ngày xanh và phượng buồn ở địa cuối cùng là hồng trúc 12 quê mẹ đầu tiên là bài quê mẹ tiếp theo là hình ảnh người em không đợi 73. Một thỏa yêu anh 74. Con gái của mẹ 75. Năm cụm núi quê hương 76. Mất nhau rồi 77. Tự tình trong đêm 78. Hoan ở về đêm 79. Thu sầu 70. Những lời này cho em à, Anh em nào lấy Chọn bộ 6 đĩa CD Thì em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em Còn anh em lấy lẻ thì uh, nhắn tin uh, Hoặc là gọi điện nhắn qua Zalo và số điện thoại 0976262263. Anh em lưu ý là tất cả các đơn hàng uh, về địa CD thì anh em uh, thông tin và liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0976262263. Ở uh, uh, số này thì em sẽ nhận chốt đơn và uh, giao hàng cho anh em uh, chuyên về địa CD. Đây em sẽ quay ở mặt sau thì chúng ta cùng xem clip nhé. Uh, tất cả đĩa trên đây là đĩa CD uh, M1 Do được uh, Sài Gòn sản xuất uh, Giá là 100.000 một đĩa Anh em uh, mua trọn bộ em sẽ bao ship Còn nếu như mua lẻ thì uh, 100.000 chưa bao gồm ship Đó, Rồi em sẽ bóc qua cái phôi để chúng ta cùng xem nhé Đó. phôi uh, chất lượng tốt và được uh, thâu âm cũng như là chép từ uh, đĩa gốc cho nên là chất lượng âm thanh cũng rất là ok giá chỉ 100 k hàng uh, Sài Gòn sản xuất đó từ bìa uh, bìa rất đẹp này bìa được in rất đẹp này bìa và hộp rất đẹp luôn rồi anh em nào uh, Ờ, có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0976 262 263. Xin cảm ơn anh em.